các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Phát động chương trình 1 triệu cây xanh đô thị. Diện mạo mới của Ninh Bình từ những con đường bích họa tại cố đô Hoa Lư. Ngăn chặn tình trạng mua bán hóa đơn trái phép. Từ bỏ thuốc lá không bao giờ là quá muộn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vừa tổ chức ngày hội Tôi yêu Tổ quốc tôi nhân kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10. Trong khuôn khổ ngày hội, các thanh niên đã tham gia các hội trại kỹ năng, các gian hàng hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và các trò chơi vận động nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ hội, hội viên thanh niên. Trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tiếp tục triển khai phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi nhằm khơi dậy tình yêu Tổ quốc, tạo động lực để thanh niên rèn luyện và cống hiến. Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà thơ Tố Hữu, mùng 4 tháng 10 năm 1920, mùng 4 tháng 10 năm 2020. Mới đây, lễ khánh thành Bảo tàng Tố Hữu đã được diễn ra tại Hà Nội. Bảo tàng được xây dựng trên cơ sở nhà lưu niệm Tố Hữu của gia đình năm 2009. Bảo tàng gồm hai hợp phần, trưng bày về cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Tố Hữu gắn với những giai đoạn lịch sử cách mạng của đất nước và không gian tái tạo lại một phần căn nhà 76 Phan Đình Phùng, nơi đồng chí Tố Hữu và gia đình đã sống suốt hơn 40 năm từ năm 1960 đến 2002 khi ông rời cõi tạm. Bảo tàng đã góp phần khắc họa làm rõ hơn chân dung của một nhà thơ, chiến sĩ cách mạng Tố Hữu trong thế kỷ 20 đầy biến động. Ngoài những cái mà ông từ trước đến nay đã được biết đến như là một nhà hoạt động cách mạng, như một nhà thơ, thì gia đình muốn thêm một phần nữa mà từ trước đến giờ tương đối là mờ nhạt, chính là cái cuộc sống tinh thần của ông với bạn bè, với đồng chí, với gia đình và với những người thân nữa. Nó phản ánh được song song một lúc hai con người Tố Hữu. Đấy là con người cách mạng, một nhà hoạt động cách mạng, một nhà lãnh đạo cách mạng cùng với một nhà thơ. Và ở đây thì ta hiểu được nhà thơ Tố Hữu và ta cũng hiểu được người lãnh đạo, người chiến sĩ cách mạng Tố Hữu. Thơ ca của Tố Hữu trong từng giai đoạn lịch sử đã là nguồn động lực quan trọng với các chiến sĩ cách mạng, cổ vũ quân và dân ta kiên cường đi qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đi đến ngày toàn thắng, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Kết hợp với đó, phong cách trưng bày khoa học và đổi mới, kết hợp với hệ thống thông tin đa phương tiện, mỗi khu lưu niệm đều gợi mở cho thế hệ trẻ những suy ngẫm về quê hương, đất nước. Qua thơ của Tố Hữu thì bọn em cũng biết thêm về các giai đoạn lịch sử của cách mạng dân tộc, cũng như là hiểu biết thêm là những khó khăn trong cái thời kỳ cách mạng của mình ngày xưa, cũng như là thêm yêu thêm cái việc thêm yêu thêm thời hòa bình của mình bây giờ. Bảo tàng Tố Hữu được mở cửa từ 9 giờ đến 17 giờ thứ bảy hàng tuần trong khuôn viên nhà D9, làng Quốc tế Thăng Long, Hà Nội. Tạm dừng thu phí trạm BOT Nội Bài - Vĩnh Yên từ ngày 14 tháng 10 tới. Đây là thông tin được Tổng cục Đường bộ Việt Nam báo cáo Bộ Giao thông Vận tải sau một thời gian làm việc với các đơn vị có liên quan để xác định ngày dừng thu phí của dự án. Cụ thể, dự án BOT quốc lộ 2 đoạn Nội Bài - Vĩnh Yên, km số 7+880, km số 29+800 sẽ chính thức dừng thu phí từ 0 giờ ngày 14 tháng 10 năm 2020. Theo đó, Tổng cục Đường bộ yêu cầu nhà đầu tư thông báo công khai việc tạm dừng thu phí trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại các trạm thu phí thuộc dự án, đồng thời sắp xếp lao động và giải quyết chế độ cho người lao động khi tạm dừng thu phí theo đúng quy định và bảo vệ tài sản trạm thu phí, tránh mất mát hư hỏng tài sản, thiết bị, đảm bảo an toàn giao thông khu vực trạm thu phí. Tổng cục Đường bộ cũng giao Cục Quản lý Đường bộ 1 vụ pháp chế thanh tra giám sát việc tạm dừng thu phí tại các trạm thu phí thuộc dự án theo quy định. Theo Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, trong giai đoạn 2016-2020, cả nước đã có 4,9 triệu lao động nông thôn được đào tạo nghề. Đối tượng được ưu tiên đào tạo nghề là đồng bào vùng dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, người khuyết tật và các đối tượng chính sách khác. Sau học nghề, 81,4% lao động nông thôn có việc làm hoặc vẫn làm nghề cũ nhưng đạt năng suất cao hơn, thu nhập ổn định hơn. Tổng kinh phí tiến hành đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2016-2020 là hơn 1.300 tỷ đồng.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa 18 xác định thu hút đầu tư là một trong ba khâu đột phá của tỉnh trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đến nay, qua 5 năm thực hiện nghị quyết, công tác thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực, khẳng định chủ trương định hướng phát triển đúng đắn, phù hợp với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo cụ thể hóa nghị quyết thành các chương trình, khâu đột phá, kế hoạch và đề án triển khai thực hiện, trong đó ban hành nhiều cơ chế, chính sách tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân đến tìm hiểu và đầu tư tại tỉnh. Việc quy hoạch đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, khu cụm công nghiệp bảo đảm đồng bộ cũng được tỉnh triển khai sớm hoàn thành. Chúng tôi tham mưu cho tỉnh đầu tư được trên 1.000 km đường giao thông, đã quy hoạch bổ sung là 13 công nghiệp, đặc biệt là bổ sung được khu nghiệp khu vực Lý Thường Kiệt khoảng 500 ha, mở rộng khu nghiệp Thăng Long 2 của Nhật Bản 180 ha, đã bổ sung được 13 cụm nghiệp. Để đảm bảo môi trường đầu tư, tỉnh đã đề ra những chính sách khá rõ ràng và cụ thể, tiếp nhận có chọn lọc các dự án đầu tư đã hướng mạnh vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp được quy hoạch, cơ bản dừng tiếp nhận dự án sản xuất rời lẻ. Bên cạnh việc tăng cường đối thoại, tổ chức gặp mặt để kịp thời nắm bắt tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, tỉnh đã chỉ đạo các ngành địa phương đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thông. Các thủ tục hành chính được giải quyết công khai, minh bạch, đơn giản hóa quy trình, cắt giảm thời gian, tạo thuận lợi tốt nhất cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp. Vấn đề quan tâm đến cải cách hành chính của tỉnh đã có một bước đi tương đối khá. Vấn đề đăng ký kinh doanh, những vấn đề thay đổi tên, những vấn đề về thành lập doanh nghiệp chẳng hạn thì làm rất là nhanh, chứ không phải chờ đợi như ngày xưa nữa. Thì hoặc là còn là một số những vấn đề khác, ví dụ như là các doanh nghiệp kiến nghị đến đâu về vấn đề đất cát, về vấn đề thủ tục thuế thì đều được trực tiếp trong các hội nghị lãnh đạo tỉnh, các đồng chí trực tiếp giải quyết. Với những giải pháp đồng bộ, công tác thu hút đầu tư đạt những kết quả đáng ghi nhận. Giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh đã thu hút được 816 dự án đầu tư, tăng 34,4% so với giai đoạn 2011-2015. Trong đó, có 625 dự án trong nước, 191 dự án đầu tư nước ngoài, nâng tổng số dự án đăng ký đầu tư trên địa bàn tỉnh lên trên 1.900 dự án, với tổng số vốn đăng ký tương đương trên 11 tỷ đô la Mỹ, vượt 1 tỷ đô la Mỹ so với mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 18 đề ra. Đã có 1.000 dự án đi vào hoạt động, giải quyết việc làm cho trên 17,8 vạn lao động. Đặc biệt, tỉnh đã thu hút một số dự án có vốn đầu tư lớn, công nghệ tiên tiến, có khả năng tham gia sâu chuỗi liên kết khu vực toàn cầu. Cơ cấu thu hút đầu tư có sự chuyển dịch tích cực. Những cái thành quả trong thu hút đầu tư thời gian qua đã trực tiếp đóng góp vào tốc độ tăng trưởng 8,81% trung bình giai đoạn 5 năm trong nhiệm kỳ vừa qua. Kết quả thu hút đầu tư cũng đã góp phần tích cực để nâng cao cái GDP bình quân đầu người, đã thúc đẩy cái chuyển dịch cơ cấu theo hướng tiến bộ hơn. Những cái tác động tích cực của thu hút đầu tư cũng đã thay đổi diện mạo của bức tranh đầu tư của Hưng Yên, đồng thời đóng góp cho giải quyết việc làm và những cái ngành nghề có liên quan. Những kết quả nổi bật trong thực hiện khâu đột phá về thu hút đầu tư không chỉ góp phần hoàn thành vượt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 18 đề ra, mà còn là dấu ấn quan trọng để Hưng Yên tiếp đà tăng trưởng kinh tế, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong nhiệm kỳ 2020-2025. Kính thưa quý vị, trước phản ánh của báo chí về việc sách giáo khoa môn tiếng Việt lớp 1 có một số nội dung chưa phù hợp, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã chỉ đạo kiểm tra, làm rõ và có phương án xử lý phù hợp về vấn đề này. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi Hội đồng Quốc gia thẩm định sách giáo khoa môn tiếng Việt lớp 1 về việc rà soát báo cáo về nội dung sách giáo khoa môn tiếng Việt lớp 1. Trước đó, Bộ đã tiến hành kiểm tra, khảo sát ở một số địa phương. Kết quả kiểm tra cho thấy, sách giáo khoa lớp 1 đã được các nhà trường lựa chọn tổ chức dạy học, bước đầu đáp ứng được yêu cầu. Học sinh lớp 1 được làm quen với phương pháp dạy học mới, hứng thú và tự tin trong học tập. Tuy nhiên, những ngày qua, nhiều phương tiện truyền thông đại chúng đã phản ánh về việc sách giáo khoa lớp 1 có một số nội dung chưa phù hợp đối với học sinh lớp 1.
Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị hội đồng ra soát, kiểm tra các nội dung báo chí nêu, báo cáo của hội đồng thẩm định gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 17 tháng 10. Tạo thêm cây xanh, cải thiện chất lượng không khí ở các đô thị lớn, đồng thời góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ về ý thức bảo vệ môi trường, về vai trò của cây xanh trong đời sống, nuôi dưỡng cho các em tình yêu thiên nhiên. Đây chính là ý nghĩa của lễ phát động trồng 1 triệu cây xanh đô thị do Trung tâm Bảo tồn Đa dạng Sinh học Green Việt tổ chức mới đây tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Tham dự lễ phát động là đại diện các ban ngành hội đoàn thể trong toàn huyện Ứng Hòa và không thể thiếu được là đại diện của các em học sinh của huyện. Dù ở ngoại thành Hà Nội không bị quá áp lực về thiếu không gian xanh và ô nhiễm môi trường, nhưng lễ phát động diễn ra tại đây sẽ góp phần tạo hành lang xanh, giúp giảm bụi khói từ các khu công nghiệp, từ việc đốt rơm rạ, cải thiện chất lượng không khí cho nội thành Hà Nội. Thì bây giờ ở những cái vị trí này thì nó góp phần, nó cũng hút, thì nó điều hòa cái không khí trong cái nội thành để mà chúng ta tạo một cái vùng ven nó tốt như thế này. Đó. Còn trong tương lai thì chúng tôi cũng sẽ tiến vào trong nội thành, càng vào trong nội thành càng tốt. Dưới sự tư vấn của các chuyên gia lâm nghiệp, các loài cây được trồng trong chương trình 1 triệu cây xanh đô thị sẽ phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, thời tiết cũng như nhu cầu của từng địa phương. Khoảng 4.000 cây xanh sẽ được bổ sung vào mảng xanh của thành phố Hà Nội. Chương trình cũng sẽ được phối hợp chặt chẽ với từng địa phương trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc các cây xanh này. Tổ chức chăm sóc và nuôi dưỡng cây để mà đảm bảo đúng theo cái mong muốn thì đòi hỏi mỗi một tổ chức khi mà đảm nhận các công trình, các phần việc thì đảm bảo có một cách phân công, phân nhiệm một cách rõ ràng. Khi phát động trồng, chúng tôi sẽ tổ chức chăm sóc cây xanh và sẽ đảm bảo được cho cây xanh tươi tốt. Mảng xanh suy giảm, trong khi lượng bụi mịn PM2.5 trong không khí liên tục gia tăng là thực trạng báo động tại các đô thị lớn của Việt Nam như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Với những hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và đời sống con người, chung tay tìm ra những biện pháp thích hợp nhất để cải thiện tình trạng này là trách nhiệm của mỗi người. Nhằm giới thiệu lịch sử vẻ đẹp của mảnh đất con người Ninh Bình, Hội Phụ Nữ huyện Hoa Lư đã triển khai xây dựng con đường Bích Họa để làm đẹp các tuyến đường. Những hình ảnh được chọn vẽ trên những bức tường gắn với lịch sử văn hóa với con người của vùng đất cố đô Hoa Lư đã tạo nên một diện mạo mới đẹp đến ngỡ ngàng cho vùng quê yên bình này. Xã Trường Yên là một trong những địa phương triển khai sớm nhất mô hình tuyến đường Bích Họa. Đến nay, toàn xã đã có 47 bức tranh tường độc đáo ở 16 thôn với tổng chi phí khoảng gần 100 triệu đồng, chủ yếu là nguồn lực xã hội hóa. Cái tuyến đường Bích Họa mà Hội Liên hiệp Phụ nữ xã chúng tôi hướng tới đó chính là vẽ những cái bức tranh khơi gợi lại cái truyền thống hào hùng của quê hương đất nước và của địa phương, và đặc biệt đó thì là cũng có những cái bức tranh mang cái tính chất đó là cổ động tuyên truyền về xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu của xã. Các bức tranh trên tường được thống nhất đối với những bức tường lớn sẽ khắc họa lịch sử quê hương về bậc quân vương có công dẹp loạn 12 sứ quân, về sự đổi mới của địa phương. Đối với những bức tường nhỏ, chủ đề sẽ đa dạng hơn, khắc họa những hình ảnh quen thuộc của miền quê đồng bằng Bắc Bộ như cây đa, giếng nước, sân đình. Có cái đường Bích Họa xanh sạch thế này là do cái ý thức người dân đã nhận thức được cái tinh thần cuộc sống làm sao giữ cho cái môi trường xanh và sạch đẹp, cho nên là mọi người dân chúng tôi là bảo nhau là góp tiền và góp sức và tạo dựng cho môi trường và giữ cái con đường nó xanh sạch để cho cái đời sống sức khỏe mỗi ngày được tăng lên. Với mục tiêu làm đẹp nông thôn, hình thành những khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, làng quê đáng sống để nâng chất lượng cuộc sống người dân và thu hút du khách đến tham quan du lịch từ năm 2019, mô hình tuyến đường Bích Họa đã được triển khai. Đến nay, 11 trên 11 xã trong huyện Hoa Lư đều có tuyến đường Bích Họa với 148 bức tranh, kinh phí hầu hết đều do người dân đóng góp xây dựng. Những con đường Bích Họa đã góp phần cổ vũ, khích lệ người dân cùng nhau ý thức chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển và gửi gắm trong đó những khát vọng về cuộc sống mới bình yên, tươi sáng. Sau thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về việc tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, Công an tỉnh Lào Cai đã thực hiện liên tiếp hai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Qua đợt cao điểm trấn áp tội phạm từ tháng 7 đến tháng 9 vừa qua, lực lượng Công an Lào Cai phối hợp với lực lượng biên phòng tuần tra kiểm soát khu vực biên giới, đường mòn, lối mở nhằm ngăn chặn kịp thời tình trạng đưa người nhập cảnh trái phép vào địa bàn.
đã khởi tố điều tra 7 vụ án, 14 bị can, bắt 21 đối tượng truy nã người Trung Quốc nhập cảnh trái phép và bàn giao cho phía bạn. Lực lượng công an cũng đã bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ 7 khẩu súng, 93 viên đạn các loại. Tiếp tục triển khai đợt cao điểm chấn áp tội phạm mới, ngay trong ngày 1 tháng 10, Công an tỉnh Lào Cai đã bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép 24 kg ma túy tổng hợp. Đây là chuyên án lớn nhất về ma túy tổng hợp trên địa bàn tỉnh Lào Cai từ trước đến nay. Để đảm bảo an toàn cho Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 16, lực lượng Công an tỉnh Lào Cai đã tổ chức tốt công tác nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, kiên quyết không để xảy ra đột xuất bất ngờ làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Theo Tổng cục Thuế, thời gian vừa qua tình trạng mua bán hóa đơn lại có dấu hiệu gia tăng. Để chống thất thu ngân sách, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, ngành thuế đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó tăng cường phối hợp với các đơn vị như Bộ Công an, tổ chức tín dụng nhằm đẩy lùi tình trạng này. Thành lập năm 2017, nhưng trong 2 năm liền sau đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Zuma tỉnh Phú Thọ đã có doanh thu tăng đột biến. Đến tháng 7 năm 2019, công ty đã đề nghị Cục Thuế Phú Thọ hoàn thuế trên 135 tỷ đồng. Qua kiểm tra hồ sơ, Cục Thuế nhận thấy có nhiều dấu hiệu vi phạm trong quá trình lập và sử dụng chứng từ hàng hóa nguyên liệu gỗ mua vào. Công an tỉnh Phú Thọ cũng điều tra và phát hiện công ty Zuma đã mua 202 hóa đơn giá trị gia tăng, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tài Tiến, tỉnh Yên Bái, trong đó có trên 74 tỷ đồng là giá trị hàng hóa khống đã được Zuma kê khai hoàn thuế. Vừa rồi vụ Phú Thọ chúng ta biết là có cái tình trạng thông đồng, kể cả thông đồng với ngân hàng để là chuyển qua ngân hàng, thì rõ ràng nếu như chúng ta không có những cái phối kết hợp thường xuyên và không có cái kiểm tra kiểm soát, mà để cho các cá nhân ở các cái tổ chức tín dụng mà và cấu kết với lại những cái đơn vị cố tình ra lập doanh nghiệp khống hoặc là kinh doanh hóa đơn phạm pháp, bất hợp pháp, thì cái đó vẫn tồn tại. Mở rộng điều tra, Công an Phú Thọ đã phát hiện 5 doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh câu kết với nhân viên ngân hàng thực hiện thanh toán ảo trên tài khoản để bán hóa đơn khống cho nhiều doanh nghiệp trên toàn quốc với doanh số hàng hóa gần 2.000 tỷ đồng. Không có tiền thật, nhưng mà do có sự câu kết cho nên là các nhân viên ngân hàng vẫn sử dụng hệ thống để thực hiện cái việc chuyển tiền vòng quay đầu. Và đương nhiên khi thực hiện được cái khâu này là khâu khó nhất khi để hợp thức được hóa đơn mua bán. Nên là cái thủ đoạn này là thủ đoạn có thể nói là hết sức nguy hiểm đối với cái việc là mua bán trái phép hóa đơn. Bởi vì là không có thủ đoạn này thì hóa đơn mua bán cũng không có giá trị gì cả. Tổng cục thuế cũng đã yêu cầu cơ quan thuế các cấp tổ chức kiểm tra, rà soát việc bán hóa đơn lẻ, tránh việc sử dụng hóa đơn lẻ để hợp thức hóa đầu vào hoặc làm chứng từ để thanh toán với ngân sách nhà nước. Từ bỏ thuốc lá không bao giờ là quá muộn. Đó là lời cảnh báo của bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Quốc Sáu, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, với những người nghiện thuốc lá. Bởi tác hại của khói thuốc lá là vô cùng khủng khiếp đối với sức khỏe của cả người hút thuốc trực tiếp và hút thuốc thụ động. Đến bây giờ công tác được 14 năm. Thì tại tôi thì có toàn bộ quãng thời gian đấy thì tôi đều gắn bó với khu vực hồi sức cấp cứu. Thì bản thân tôi thì không hút thuốc lá, nhưng trong quá trình làm việc thì đã phải cấp cứu rất là nhiều những các cái bệnh nhân mà liên quan đến các cái tác hại gây biến chứng của hút thuốc lá, gây một cái quá tải cho các cái đơn vị cấp cứu rồi hồi sức. Rất là nhiều các cụ đã phải sống chung tại với bệnh viện với bệnh nhiều năm đấy, và hiện nay thì cũng đã rất là nhiều các bệnh nhân là đã không còn nữa. Khói thuốc lá không những có hại tới người hút mà còn ảnh hưởng tới những người xung quanh. Hút thuốc thụ động tức là hít phải khói thuốc trong môi trường không khí, trong đó bao gồm khói thuốc từ đầu điếu thuốc đang cháy và khói thuốc do người hút thuốc thở ra. Tôi thì thuốc lá từ lúc nào thuốc lá từ bé tôi mới hút. Thì có người nhà hút. Người nhà ở với bác là ai hả bác? Là con trai. Bây giờ mới biết là tác hại của cái thuốc lá nó ảnh hưởng như thế nào. Hút một điếu thuốc lá làm giảm 5,5 phút tuổi thọ. Mỗi giây có một người chết vì các bệnh liên quan đến thuốc lá. Số người tử vong do thuốc lá gây ra cao gấp 3 lần số người chết vì HIV và tai nạn giao thông. Vì vậy, hãy từ bỏ thuốc lá trước khi quá muộn. Cũng rất là mong là mọi người là biết rõ
hiểu được cái tác hại của khói thuốc lá nhiều hơn, để thứ nhất là mình không nghiện thuốc lá, thứ hai là nếu có nghiện rồi thì cố gắng là vào các cái chương trình để cai nghiện thuốc lá, để làm sao mà bản thân không còn phải tiếp xúc với thuốc lá, khói thuốc lá hay cũng như là phụ thuộc vào thuốc lá nữa. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào.